Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 3 nhân sự vào ban bí thư. Ngày 16 tháng 8, BBC tiếng Việt loan tin, 3 người được bầu bổ sung vào ban bí thư là ai? Theo đó, ba ông Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Lê Minh Trí đã được ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm ủy viên ban bí thư tại hội nghị chiều ngày 16 tháng 8. Với việc bầu bổ sung này, hiện tại ban bí thư có 12 người. Và đây là hình bản tin trên BBC. BBC cho biết, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, quê Hưng Yên, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và là một vị tướng công an. Ông Ngọc đã công tác nhiều năm ở công an thành phố Hà Nội. Tháng 11 năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an. Sau khi Bộ Công an bỏ cấp Tổng cục, ông Ngọc làm cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Vào tháng 8 năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Ngày 3 tháng 6, ông Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức tránh văn phòng Trung ương đảng. Đến ngày 16 tháng 8, ông được bầu bổ sung vào ban bí thư. BBC cũng cho biết, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, quê Hạ Dương, trình độ học vấn cử nhân ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Ông là ủy viên Trung ương đảng khóa 13, là tướng quân đội. Vào tháng 5 năm 2016, ông được bổ nhiệm chức chính ủy quân khu 2, và Bí thư Đảng ủy Quân khu 2, tháng 4 năm 2021, ông giữ vị trí phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến ngày 3 tháng 6, ông được Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo BBC, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí có trình độ học vấn cử nhân luật. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Từ tháng 4 năm 2013 tới tháng 4 năm 2016, ông Trí làm Phó trưởng ban nội chính trung ương. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, ông Trí làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Và đây là hình ông Nguyễn duy Ngọc, ông Lê Minh Trí và ông Trịnh Văn Quyết. Có thể thấy trong ba người vừa được bầu bổ sung vào ban bí thư này có đến hai người là đồng hương của ông Tô Lâm, bởi tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên vốn được tách ra từ tỉnh Hải Hưng. Hơn nữa, Hải Dương là địa bàn trước đây của ông Tô Quyền, bố ông Tô Lâm. Vì vậy, khả năng cao có một số người có quan hệ tình nghĩa với gia đình Tô Lâm ở Hải Dương. BBC giải thích, ban bí thư gồm tổng bí thư, một số ủy viên bộ chính trị do bộ chính trị phân công và một số ủy viên ban bí thư do ban chấp hành trung ương bầu. Được biết, ban bí thư là cơ quan lãnh đạo công việc hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm và quyền hạn của Ban Bí thư được quy định trong quy định số 80 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Cụ thể ở Điều 7 quy định số 80, quy định Ban Bí thư có quyền quyết định việc quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ, phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm đối với các chức danh cán bộ quyết định việc kiểm tra giám sát công tác cán bộ theo ủy quyền của bộ chính trị định kỳ báo cáo bộ chính trị những vấn đề về công tác cán bộ do ban bí thư quản lý ủy quyền cho chủ tịch nước thủ tướng chủ tịch quốc hội thường trực ban bí thư trong phạm vi lĩnh vực phụ trách quyết định phân công bổ nhiệm giới thiệu ứng cử đối với cán bộ diện ban bí thư quản lý giữ các chức danh chức vụ có cơ cấu kiêm nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hữu nghị của Việt Nam với các nước, bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ diện ban bí thư quản lý. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 3 nhân sự vào ban bí thư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến bị tuyên án 5 năm tù. Ngày 15 tháng 8, AFA tiếng Việt loan tin, YouTuber Nguyễn Chí Tuyến bị tuyên 5 năm tù vì các video chống tham nhũng. Theo đó, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 15 tháng 8 kết án nhà hoạt động kim YouTuber Nguyễn Chí Tuyến mức án 5 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. AFA cho biết ông Nguyễn Chí Tuyến, hay còn gọi là anh Chí, là thành viên tích cực của phong trào No You, nói không với đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Và đây là hình bản tin trên AFA. Ông Tuyến sở hữu hai kênh YouTube chuyên bình luận về chính trị, xã hội Việt Nam và thế giới, với hàng trăm bài nói chuyện được phát trực tiếp về nhiều chủ đề. Số lượng người theo dõi hai kênh YouTube của ông lên đến 160.000. Ông Tiến bị bắt vào cuối tháng 2 năm 2024 với cáo buộc theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự về hành vi làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý. AFA trích cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cáo buộc ông Tiến về hai video clip mang tên vụ áp phe 155 triệu bảng Anh và chuyển đổi tên và chống tham nhũng làm sao để cán bộ không thể, không dám, không cần, không muốn phát trên trang YouTube cá nhân Anh Chí Rau Đen năm 2021. AFA cũng cho biết trong phiên tòa kéo dài hơn 5 giờ ngày thứ Năm ngày 15 tháng 8 chỉ có 3 luật sư Lê Đình Việt, Nguyễn Hà Luân và Phạm Lệ Quyên cùng vợ ông Tuyến được vào phòng xử án. Bạn bè và người thân khác chỉ được đứng ngoài cổng của trụ sở chính tòa án thành phố. Và đây là hình nhà hoạt động youtuber Nguyễn Chí Tuyến. AFI dẫn lời một trong ba luật sư cho biết, dù các luật sư và ông Tuyến yêu cầu tòa triệu tập giám định viên của sở thông tin và truyền thông Hà Nội để đối chất về nội dung hai video trên, nhưng các giám định viên có giấy xin phép vắng mặt. Vị luật sư này cho biết, ông Tuyến không nhận tội, luôn khẳng định chỉ thực thi quyền tự do biểu đạt được ghi trong hiến pháp Việt Nam cũng như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là quốc gia thành viên. Ông Tuyến phát biểu tại tòa chấp nhận hy sinh để bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp và luật nhân quyền quốc tế. Luật sư cũng cho biết ông Tuyến sẽ cân nhắc việc kháng án trong hai tuần tới. AFA dẫn nhận xét của cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng. Theo tôi, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến không đáng phải bị bắt giam, chứ đừng nói là bị tòa tuyên phạt những 5 năm tù giam. Đây rõ ràng là một bản án bất công cho một người lên tiếng ôn hòa cho sự tiến bộ của đất nước. Những vụ bắt bớ, những bản án như thế này sẽ khiến người dân phải e dè, sợ hãi khi không dám cất lên tiếng nói. Không một quốc gia hay dân tộc nào có thể nào lớn được, có thể phát triển được khi người dân của nó phải sống trong sợ hãi. Và đây là hình tân tổng bí thư, chủ tịch nước, Tô Lâm. AFA dẫn bình luận của một thành viên No You về phiên tòa. Rõ ràng đây là sự trả thù của công an đối với Nguyễn Chí Tuyến. Trước khi bị bắt hơn 2 năm, Nguyễn Chí Tuyến đã dừng mọi hoạt động và chỉ còn bình luận tình hình quốc tế trên kênh YouTube AC Media. Do vậy, việc bắt giữ và kết tội anh là không thỏa đáng. Theo AFA, trong cáo trạng có nhiều 3 video clip có liên quan đến Tô Lâm khi ông này còn là bộ trưởng công an. Tuy nhiên, ông Nguyễn Chí Tuyến lại không bị truy tố vì chúng. AFA cho biết thêm, trước phiên tòa, tổ chức giám sát nhân quyền đã ra thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam xóa bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông Nguyễn Chí Tuyến. AFA dẫn lời ông Phil Robertson, người đứng đầu tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á cho biết, việc bắt giữ và kết án ông Tiến là có động cơ chính trị do ông hành động vì lợi ích của toàn thể dân chúng và nói lên sự thật mà chế độ Cộng sản lo sợ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến bị tuyên án 5 năm tù. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.